Cái khoảng thời gian mà Ngọc bị viêm vùng kín thì thực sự nó là một ác mộng luôn. Và mình cũng không nghĩ rằng là nó lại khó khăn đối với mình đến như thế. Khi mà mình đối diện một mình với những cái biểu hiện khác lạ của cơ thể này, có những cái dịch nhầy vàng này, rồi mùi hôi tanh và mình cảm giác ngứa ngáy, thì lúc đó cảm thấy hoang mang thực sự. Bình thường thì mình rất là hay buôn chuyện với các chị em, hay chém gió với mọi người. Nhưng mà khi mà gặp vấn đề này thì mình không biết là chia sẻ cùng với ai, không biết tâm sự cùng với ai. Mình nói ra những cái biểu hiện thầm kín này thì cũng rất là ngại, rồi chia sẻ với chồng thì càng không. Đó, và mình bắt đầu thực sự là mất tự tin và bắt đầu hoang mang, tìm rất là nhiều những tư liệu ở trên mạng, rồi cảm thấy rằng là không biết phải xoay sở như thế nào. Chẳng nhẽ một cái biểu hiện như thế này mình lại đi khám bác sĩ thì phải nghỉ làm này, rồi thì phải sắp xếp thời gian, nó cũng rất là lích kích. Và mình thực sự thấy rằng là hóa ra là mình cần phải chăm sóc vùng kín của mình kỹ càng hơn rất là nhiều rồi đấy. Các mẹ hay các chị ngày xưa truyền tai nhau một cái bí quyết cực kỳ hiệu quả, đó chính là mình có thể sử dụng lá trầu không để đun lên sông cái vùng kín, hoặc là để rửa vùng kín của mình. Nhưng nếu như không có thời gian thì mọi người có thể mua cái sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Marosa này của công ty Laco. Nó cực kỳ hiệu quả bởi vì là trong cái sản phẩm này nó chiết xuất rất là nhiều từ cái lá trầu không này, nano bạc này và axit lactic, cân bằng cái độ ẩm cho cái vùng kín và làm sạch cái vùng kín hiệu quả và sạch sâu luôn. Thì khi mà mình bảo vệ hàng ngày á thì nó sẽ không bao giờ để cho cái vùng kín của mình nó bị gặp vấn đề. Chứ nếu như bây giờ mình cứ bỏ bê chăm sóc đến lúc nó gặp vấn đề rồi, lúc đấy mình lo đi chữa hay là mình hoang mang thực sự rất là mệt mỏi. Nên là Ngọc có lời khuyên, đó là các chị em phụ nữ mình ấy, cái vùng kín của mình nó vốn đã phức tạp rồi, đó nên là mình cần phải chăm sóc nó hàng ngày, nâng niu nó hàng ngày để luôn luôn đảm bảo là cái em bé của mình được khỏe mạnh và hồng hào tươi tắn. Nên là một cái sản phẩm này có giá là 160.000 thôi, thì các chị em đầu tư đi, mình có thể dùng được mấy tháng lận và nó rất hiệu quả luôn đấy. Nên là chúc các chị em luôn luôn xinh đẹp và tươi tắn vùng kín của mình nhá.